mời các bạn trở lại sân thi đấu để theo dõi trận đấu nam giữa trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ và trường Trung học phổ thông Nông Sơn. Điểm cho trường Trung học phổ thông Nông Sơn 1-0. Điểm cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ 1-1. Cầu không qua lưới, điểm cho trường Trung học phổ thông Nông Sơn 2-1. Điểm cho trường Trung học phổ thông đập cầu tốt, điểm cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Cừ 2-3. Cầu không qua lưới, điểm cho Nguyễn Văn Cừ 3-0. Không qua lưới, điểm cho Nông Sơn 4-3. Điểm cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ 4-0. Tỷ số bây giờ là 5-4. Thank you.
Tỷ số bây giờ là 8-6, ngay ngoài đường công an Bảo Lâm những vấn đề. Cặp tiếp theo là cái cao hơn. Điểm cho trường Trung học Nam Sơn 8-9. Sơn 10-10. Điểm cho trường Trung học Thông Minh Sơn 11-10. Điểm cho trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ 11-11. Trường Trung học Phổ thông Nam Sơn 12-11. Cầu chưa qua lưới, điểm cho trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ 12-12. Cầu chưa qua lưới, điểm cho trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ 13-12. Cầu Tâm Sơn, điểm cho trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ 14-12. Bye.
Cao tốc điểm cho Nguyễn Văn Cừ 19-12. Cầu không qua lưới điểm cho Nguyễn Văn Cừ 20-12. Cầu không qua lưới điểm cho Nam Sơn 13-20. Cầu Nam Sơn ở set đấu thứ nhất. Sau đó thứ nhất được Nguyễn Văn Cừ thắng với tỷ số 21-14.